Hôm nay làm tí so sánh camera của Oppo Find X8 Pro với cả Vivo X200 Pro các bạn nhỉ? Mình đang hoàn thành xong những cái shot quay cuối cùng để mình chốt cái bài so sánh con Oppo Find X8 Pro cả Vivo X200 Pro cũng chưa, anh em yêu cầu rất là nhiều. Thì hôm nay mình phải lên tận học viện báo chí tuyên truyền để test chốt nốt camera cũng như gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Thì đây là cái đoạn video mình quay mở đầu bằng cả hai chiếc điện thoại này, với giải 4K và 30 khung hình trên giây. Các bạn thấy máy nào quay đẹp hơn có thể để lại phần bình luận bên dưới cho mình được biết. Em di chuyển đi thôi, tại một tí. Đấy, anh em comment phía bên dưới nha. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần so sánh chi tiết về camera của hai bộ máy này. Ok. Thực ra thì mình định làm một video so sánh tổng quát của hai chiếc máy này, thế nhưng mà vì camera của hai máy đều có khá nhiều vấn đề để nói nên là mình quyết định là làm một video riêng chỉ để so sánh camera mà thôi. Và trước khi đến với cái phần chính thì mình xin lưu ý với anh em ba điều như thế này. Thứ nhất là cả hai chiếc máy này đều chụp rất đẹp, nó có thể coi là đỉnh lưu của thế giới smartphone bây giờ rồi ý. Và cái sự chênh lệch ở đây ý, nếu mà có nó chỉ là 19:10 thôi. Thứ hai đó là tất cả những cái bài so sánh đều chỉ mang tính chất tham khảo và nó đúng ở cái thời điểm video này ra mắt cũng như là trong các cái điều kiện mình chụp. Ví dụ anh em cũng có con máy này mà anh em thắc mắc là tại sao mình chụp lại không được như bạn hoặc là mình chụp có thể đẹp hơn bạn, thì đấy là nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như là cái kỹ năng của anh em, như là cái môi trường anh em chụp, nên là so sánh chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Và thứ ba đó là mình nhấn mạnh với các bạn đây là hai con máy xách tay, cũng có rất là nhiều bạn bảo là mình so sánh camera của hai con máy flagship Trung Quốc này đi thì mình làm, chứ mình không nhận được bất kỳ một đồng quảng cáo nào các bạn. Thề luôn đấy, máy xách tay linh lủng thì mình không dẫn, mình cũng chả bảo các bạn là máy này mua ở đâu, thì quảng cáo cái quần què gì. Nên là anh em mà xem vui vẻ thế là chính thôi nhé, đừng có toxic quá. Hãy góp ý cái gì với nhau thì trao đổi phía bên dưới. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào thông số phần cứng của cả hai chiếc điện thoại này. Thì đây đều là hai cái thông số phần cứng dành cho camera của điện thoại thông minh có thể coi là tốt nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại rồi. Với con Oppo Find X8 Pro, chúng ta sẽ có cụm camera đầy đủ 4 ống kính, độ phân giải đều là 50 megapixel. Trong đó thì có hai cam tele ứng với hai cái tiêu cự zoom quang học là 3x và 6x, và cái cảm biến được sử dụng lần lượt nó sẽ là Sony IMX858 và Sony LIT600. Ở trong đó thì cái tiêu cự 6x là camera periscope. Còn với đối thủ của nó, con Vivo X200 Pro này thì chỉ có 3 ống kính thôi. Lúc đầu mình cứ tưởng 4 nhưng mà không, cái ống này các bạn này thì người ta dùng để làm màu. Đấy, chỉ chá thôi chứ đây không phải là camera các bạn nhé. Chỉ có 3 cái ống kính còn lại là camera thôi. Thì chúng ta sẽ có đây là cam tele zoom tàu ngầm là 200 megapixel, dùng cảm biến Samsung ISOCELL HP9. Nói chung ý là các bạn chỉ cần nhớ rằng là con Oppo thì nó sẽ có tận 2 camera tele và đều dùng cảm biến Sony. Còn con Vivo chỉ có một cam tele duy nhất và dùng cảm biến của Samsung. Mọi người chỉ cần nhớ như vậy là đủ rồi. Mình đã quay chụp tổng cộng là hơn 100 shot hình, cả quay cả chụp ở trên cả hai cái chiếc máy này. Và mình sẽ đưa ra cái kết luận gọi là chung nhất để cho video nó đỡ bị dài. Và mình sẽ chia ra làm các cái trường hợp khác nhau để cho các bạn tiện theo dõi. Và anh em lưu ý này, cả hai chiếc máy này mình đều chụp tự động nhá, không chỉnh tay, không chạm nét gì hết, kiểu cứ giơ máy lên là mình chụp thôi ấy, cho đảm bảo tính công bằng. Oppo thì mình dùng cái màu mặc định của nó, còn Vivo thì mình đang sử dụng chế độ màu rực rỡ. Đầu tiên là với cái ảnh chụp xóa phông, mình có chia ra đây làm hai trường hợp. Một là mình xóa phông vật thể, thì các bạn có thể thấy rằng là anh em nào mà đang chơi mô hình hoặc là anh em bán mô hình đi thì các bạn hoàn toàn là có thể dùng cả hai mẫu máy này chụp thay cho máy ảnh, mình nghĩ ok. Ở đây thì mình thấy là có khá nhiều bạn vẫn còn đang nghĩ rằng là cái điện thoại nào nó có nhiều camera tele hơn thì nó xóa phông sẽ ngon hơn hoặc là chụp zoom ngon hơn. Cái điều này thì hoàn toàn là không chính xác các bạn nhé, vì nó còn phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố như là chất lượng cảm biến này cũng như là các yếu tố liên quan đến thuật toán. Ở đây thì các bạn thấy rằng là cả hai chiếc máy đều chụp xóa phông rất tốt, với các cái chủ thể có nhiều chi tiết như là con mô hình Nacha ở đây thì hai máy về cơ bản vẫn giữ lại được tất cả những cái bộ phận của nó, ví dụ như là giải lụa này, thanh kiếm hay là các cái gai nhọn nó chìa ra. Tuy nhiên là Vivo thì nó đang có cái sự ổn định cao hơn, chi tiết thì cũng tốt hơn một chút. Find X8 Pro có xu hướng là lấy nét toàn bộ chủ thể, trong khi Vivo sẽ tập trung vào cái phần trung tâm bức hình thôi. Có một cái bức Oppo bị xóa phông lỗi như thế này và cùng trong một cái tiêu cự không bật Portrait Mode là 10x, Vivo X200 Pro vẫn lấy được toàn bộ những cái chi tiết nhỏ như là bàn tay hay là thanh kiếm của nhân vật. Thứ hai là mình có thử xóa phông người thì mình cũng chia ra làm hai trường hợp nhỏ nhỏ, đó là xóa phông một người và xóa phông nhiều người. Chúng ta cùng nhau đến với cái đoạn xóa phông một người trước. Cái sự chênh lệch giữa hai con máy này là có, nhưng mà thực ra là nó rất ít thôi. Hai máy thì có nhiều tiêu cự xóa phông khác nhau nên là anh em sẽ có rất là nhiều những cái tùy chọn. Với chủ thể là người thì cả Oppo hay là Vivo đều thể hiện tốt và không máy nào bị lỗi quá là nhiều. Các cái chi tiết nhỏ về cơ bản vẫn được giữ lại, đến cả những sợi lông tơ ở trên tai của bạn nam này mà nó còn xử lý được thì ông nào còn bảo mình ăn tiền review chịu luôn ấy, lạy luôn ấy. Da mặt người mịn màng và mình thấy là cũng vừa đủ, mặc dù là mình tắt hết làm đẹp đi rồi, không bị ảo quá mà nhìn nó tươi tắn ấy, chắc chắn là đẹp hơn iPhone luôn. Tuy nhiên thì chi tiết của Vivo nó vẫn cứ là tốt hơn một chút xíu. Nếu như mà zoom kỹ lên thì Oppo nó không được tách mạch hoàn toàn các cái phần tóc mái, cơ mà cái bạn nữ thì lại rất là thích cái kiểu làm của Oppo bởi vì là nó hồng hào hơn, thành ra là được lòng các chị em này cũng đúng, và cái khuôn mặt người thì nó cũng sẽ sáng hơn một tí xíu.
Trong điều kiện đủ sáng thì tổng quan là mình thấy Vivo làm tốt hơn nhá. Cái này thì mình đoán thôi, đó là do ROM của cái con Oppo Find X8 Pro này nó vẫn chưa được hoàn thiện, nó chưa được tối ưu. Và mình có thử kiểm tra cập nhật thì ở thời điểm này vẫn chưa thấy có những cái bản cập nhật mới, nên là khả năng là nó bị lỗi. Bởi vì sao? Khi mình chụp ở trong những cái điều kiện là có ánh sáng mạnh thì tổng quan là con Vivo đang làm tốt hơn khá nhiều. Thì đây chỉ có thể là lỗi và chưa cập nhật hết thôi. Thì mình tin là sau khi cập nhật xong ấy, con Oppo Find 8 Pro này nó sẽ chụp nó tốt hơn so với thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì cái da mặt của mình ở trên Find 8 Pro ấy nó cũng cà bệt đi luôn. Một vài bức thậm chí là còn mờ nhòe hẳn đi. Ví dụ như trong bức này nhá, rõ ràng là máy đã focus vào mặt mình rồi, nhưng mà khi ấn chụp thì nó lại lên nét vào background. Với những cái ảnh chụp theo nhóm thì nhìn chung cả hai máy cũng đều làm tốt. Các cái ảnh chụp hai người thì gần như là không có lỗi gì quá đáng kể cả. Có một vài sợi tóc con thì mình nghĩ là nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng tổng thể của bức hình. Vivo thì sẽ làm tốt hơn ở mặt chi tiết, luôn luôn là như vậy. Ảnh Oppo thì ngược lại nó lại rất sáng, và ống kính 73mm xóa phông thì đúng là mù mịt luôn. Còn ở ảnh chụp nhóm 3 người thì Oppo nó chiến thắng triệt để. Trong tất cả những tấm 3 người mình chụp, con Vivo X200 Pro luôn luôn xử lý lỗi ở một trong hai người đứng bên cạnh. Có bức thì bạn nam đứng bên trái bị mờ, ở những cái bức sau thì mất luôn bạn nữ ở phía bên phải. Tiếp đến sẽ là phần ảnh chụp zoom này. Mặc dù là không có nhiều cái tiêu cự zoom quang cũng như là không có hai camera tele như là con Oppo Find X8 Pro, thế nhưng mà Vivo X200 Pro nó lại thể hiện tốt hơn ở hầu hết các cái tiêu cự chụp zoom mà mình đã thử. Ví dụ như trong bức này thì ảnh của Oppo Find X8 Pro hơi bị ám xanh, xử lý các cái chi tiết cũng như là HDR cũng không tốt bằng. Những cái điều kiện phức tạp như là ở quán cà phê, Vivo vẫn làm tốt ở cả chi tiết lẫn xử lý cả ánh sáng. Thậm chí là khi mà zoom lên cái hàng chữ Aventus thì các bạn thấy là chúng ta có thể cảm nhận được luôn cả cái chất liệu của cái hàng chữ này. Bởi vì là mình nhìn thấy rõ những cái đường phay xước, nó có mang cái tính kim loại khá là cao ấy. Ảnh của Vivo trong điều kiện ban ngày thì nó cũng sẽ sáng hơn một tí xíu, xử lý tốt các cái vùng shadow mà vẫn đảm bảo được sự tách bạch giữa các mảng sáng tối, đặc biệt là những bức hình nào mà có ánh nắng chiếu vào. Với ảnh chụp 100x thì tầm này là phải xử lý một thuật toán cực mạnh rồi, thì Vivo đang thể hiện sự vượt trội hơn hoàn toàn. Cả hai bức mình chụp thì đều như vậy luôn. Mà Vivo có chống rung tốt hơn nên là khi mà mình cầm để mình chụp ảnh 100x ấy, thì con Vivo này mình cầm một tay là chụp được rồi nhá. Còn Oppo Find X8 Pro bắt buộc là phải giữ hai tay. Với cái ảnh chụp góc siêu rộng thì cả hai chiếc máy trong điều kiện ban đêm gần như không có sự khác biệt. Bỏ qua vấn đề về màu sắc thì gần như là những cái sự chênh lệch liên quan đến chi tiết hay là xử lý HDR thì gần như là không có. Còn ban ngày thì nó mới khác này. Cả hai đều không bị méo góc quá nhiều, nhưng mà Vivo thì vẫn lợi thế hơn ở khoản là nó thu sáng và xử lý các cái vùng tối tương tự như là khi chụp zoom. Chuyển sang ảnh selfie thì riêng cái này vote cho Oppo thôi. Các chị em thì cũng rất là khoái cái kiểu này, da mịn, môi hồng hào. Và ảnh này thì mình thấy là có thể up lên mạng xã hội luôn, không cần chỉnh sửa. Mình cũng đã thử về khoảng cách lấy nét tối thiểu ở trên cả hai cái chiếc điện thoại này. Thì nếu như mà anh em muốn chụp một cái vật thể gì đó ở gần mà không muốn dùng camera macro nhé, thì các bạn chỉ cần để đâu đó là cách chủ thể khoảng 12 cho đến 13cm là cả hai chiếc máy này đều có thể chụp ngon. Cái này thì mình thấy là cả hai máy đều làm tốt như nhau. Và các bạn lưu ý này, là ảnh này là mình chụp 1x, mình chỉ cần đưa máy vào gần chủ thể thôi là nó đã có thể lấy nét và nó chụp được rồi. Thì với những bạn nào mà có cái nhu cầu là thích chụp cỏ cây, hoa lá hay là côn trùng hoặc là keycap thì cả hai con máy này đều đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu đó. Còn về khả năng tương thích với các cái ứng dụng bên thứ ba, ở đây khoe luôn với mọi người, mình cũng mới đăng hai cái tấm hình lên Instagram. Đấy, hai cái tấm hình nhá, một cái thì chụp bằng con Oppo Find X8 Pro với cả một cái chụp bằng Vivo X200 Pro này. Thì ở thời điểm hiện tại đây thì đa phần mọi người đều vote cho cái bức ảnh mình chụp trực tiếp từ cái ứng dụng Instagram. Đấy, bằng con Oppo Find X8 Pro đây các bạn nhìn này. Hơn 90% lượt bình chọn ở thời điểm hiện tại nha, dành cho Oppo. Đấy, thì chứng tỏ là Oppo đang có màn thể hiện tốt hơn với các cái ứng dụng bên thứ ba. Ngoài ra thì mình cũng thấy có nhiều diễn đàn phản ánh về việc là camera ở trên cái chiếc Vivo X200 Pro này nó bị flare. Thế nhưng mà mình có thử thì mình thấy rằng là nó không bị flare đâu nhá. Thực ra là cái này là hên xui, có máy bị và có máy không bị. Và trong tất cả những bức hình chụp đêm mà mình đã thử ấy thì mình thấy là tình trạng flare này nó không có. Đấy, thì các bạn có thể xem lại những bức hình mình đã chụp đêm rồi để xem là nó như thế nào nhá. Chứ máy này của mình thì mình thấy là ổn. Nói chung là vẫn hên xui. Về cái phần quay phim thì Oppo có thể quay được tối đa độ phân giải là 4K, còn Vivo tối đa nó có thể lên đến mức được 8K. Thế nhưng mình nghĩ bình thường anh em chỉ cần 4K thôi là đủ rồi. Với Vivo X100 Pro chúng ta có thể quay được 4K 120, tương tự như là mấy con iPhone 16 Pro Max ấy. Còn Oppo này thì quay tối đa của nó là 4K 60. Nhưng mình nghĩ là chỉ có 4K 30 nó mới là cái độ phân giải chân ái dành cho anh em. Nên là cả hai con máy này mình thấy là thông số như vậy là khá ổn. Còn nhận xét video thì mình sẽ để cho các bạn tự nhận xét. Phần này mình không can thiệp nhé. Không can thiệp. Đây là đoạn video mình quay độ phân giải là 4K 30 ở trên cả hai mẫu máy. Khi mà mình vừa đi, mình vừa quay di chuyển bằng xe máy thì các bạn đánh giá như thế nào về khả năng xử lý những cái vùng đèn sáng cũng như là về cái khả năng chống rung đó, thì mọi người có thể để lại ý kiến ở phần bình luận nhá.
Ôi, chốt lại ngày hôm nay thì mình rất may mắn là nhờ được một bạn khán giả. Bạn này cũng có xem kênh nên là bạn ấy giúp mình test camera các thứ. Và hình ảnh các bạn xem chụp chân dung nãy giờ là nhờ bạn này giúp này. Không thì mình cũng không biết nhờ ai luôn. Lần đầu tiên thấy đi cùng một reviewer test camera này, bạn thấy như nào? Mình thấy những bạn review như này cũng khá là mệt vì cả ngày hôm nay thấy bạn ấy kể là phải chạy đi test tận 3 con máy mà chụp cả ngày hôm nay. Mình thấy bạn cũng đi khắp nơi, mình cũng rất vui khi mà được phần giúp được bạn ấy hoàn thành công việc của mình. Cảm ơn bạn, rất cảm ơn bạn hôm nay đã giúp mình làm cái bài test cam, nhưng mà bạn thấy là mình test chân thực vãi không? Vãi không? Đấy, anh em nào mà gặp mình ở ngoài ấy, mà thấy mình cầm hai con điện thoại hoặc nhiều hơn thì vui lòng là giúp mình test cam, không mình đi mình khổ nữa. Được cái là cả hai chiếc máy này có khả năng chuyển camera trong quá trình các bạn quay phim ấy đều rất là mượt mà. Cả hai chiếc máy này đều hỗ trợ những cái tiêu cự có sẵn này để chúng ta có thể bấm và chúng ta chọn luôn chứ không phải là trượt qua trượt lại như là cách đây vài năm nữa. Tuy nhiên là Oppo đang thọt hơn được một điểm, đó là trong quá trình mà các bạn quay phim ấy thì mọi người sẽ không thể chuyển qua, không thể lật lại cái camera selfie được nhá. Đây như Vivo thì mọi người có thể lật một phát qua cam selfie được luôn và quay tiếp. Đó. Được chưa? Còn Oppo ấy thì sẽ không có cái trò đó, nó cũng giống như iPhone thôi. Ngoài ra thì mình cũng đã test luôn khả năng bắt nét chủ thể của cả hai con máy này cho nó cẩn thận. Mình có nhờ một bạn đưa con mô hình Rodon lên trước ống kính thật là nhanh, sau đó hạ tay xuống. Thì như các bạn thấy là cả hai chiếc máy này được bắt nét khá là tốt. Tuy nhiên là mỗi máy sẽ có một cách xử lý riêng. Con Vivo thì sẽ xóa mờ cái background phía sau khi mà nó nhận được một cái chủ thể mới. Còn Oppo Find 8 Pro thì nó sẽ lấy nét cả cái mô hình đằng trước lẫn cả khuôn mặt của cái bạn ở phía đằng sau. Cái nữa nha, 1, 2, 3. Thì tiện thể ở đây thì mình cũng muốn liệt kê luôn những cái yếu tố bên lề giữa cả hai cái chiếc máy này. Đầu tiên là về cái khả năng chụp nha, thì các bạn nhìn này, hai con máy này đều chụp cực kỳ nhanh, kiểu các bạn giơ máy lên ấy các bạn bắn như súng liên thanh luôn. Đấy. Bên cạnh đó thì cả hai chiếc điện thoại này cũng xử lý ảnh đêm ấy cực kỳ là tốt. Ví dụ trong một cái điều kiện thiếu sáng như nhau ấy, những con iPhone hay là Samsung thì sẽ cần phải phơi sáng 1-2 giây, thì hai cái máy này nó đấy cần phơi sáng đâu các bạn. Cứ giơ máy lên bấm tạch một cái là chúng ta có ảnh đẹp luôn. Còn Vivo nhá, thì nó sẽ cho mình biết trước cái hình ảnh mình chụp qua cái màn hình preview. Còn Oppo thì khi mà các bạn chụp xong nó sẽ mất một tí thời gian nó xử lý, nên là ảnh mà các bạn chụp được ra kết quả cuối cùng và cái ảnh mà mọi người nhìn trên cái màn hình preview này nó khác nhau hoàn toàn nhá. Đó. Thì cả hai chiếc máy cũng có khá là nhiều trò tiêu khiển. Ngày trước cầm con Oppo Find 6 Pro lên Sapa chụp rừng chụp núi bằng chế độ Xpan này, thề với các bạn, đã, rất đã. Còn con chưa hết. Năm nay ở trên con Oppo Find 8 Pro này nó còn có một cái nút chụp hình nữa. Cái nút này thì nó làm khuất hẳn đi luôn, trông không giống như mấy con iPhone. iPhone thì ít ra là mình còn nhìn thấy cái nút đúng không? Riêng con Oppo Find 8 Pro này nút nó bị khuất hẳn luôn. Đấy, thì các cái chức năng của nó thì mình thấy là cũng tương tự như iPhone thôi. Các bạn có thể dùng cái nút này để zoom ra zoom vào này, đây này, zoom ra zoom vào các thứ này. Đấy, các bạn có thể bấm vào đây để chụp. Tuy nhiên là nhấn giữ thì nó sẽ chụp liên tục nhá, chứ không phải là nó sẽ quay phim như cả là mấy con iPhone. Mình thì cũng chưa vào cái phần cài đặt để mình xem là có thay đổi được các cái chức năng không. Thể với anh em là đoạn này mình lười quá rồi nên chỉ thông tin cho các bạn thế thôi. Còn mức độ hữu dụng thì phải đợi thời gian thì chúng ta mới biết được. Còn với con Vivo X200 Pro thì chúng ta sẽ có những cái tính năng rất là thú vị. Một trong những cái đó, đó là chúng ta có thể chụp được ảnh AI 4 mùa. Ví dụ như trong bức này mình chụp bạn Huyền ở công ty của mình này, mà cho Vivo nó xử lý một phát thành Huyền ngồi ở Himalaya luôn. Mà thế quái nào nhé, tuyết ở trên tóc rồi tuyết rơi vào vai, nó làm trông rất là giống thật, ảo ma thực sự. Mà chi tiết của cái ảnh này nó vẫn tốt nha. Nói chung là ngoài khả năng quay phim chụp hình thuần túy thì cả hai chiếc điện thoại này có rất nhiều những cái trò khác để cho anh em vòng vạch. Thì mình chỉ liệt kê ra những cái mình cảm thấy ấn tượng thế thôi. Ok, như vậy là trong video ngày hôm nay thì mình cũng đã gửi đến cho các bạn toàn bộ cái bài so sánh khá dài về camera giữa Oppo Find X8 Pro và Vivo X2. Đọc nhầm tên à? À, bên này là Vivo X200 Pro và đây mới là Oppo Find X8 Pro này. Đó. Thì với cá nhân của mình thì suy nghĩ của mình là cả hai con máy này đều chụp và quay rất là tốt. Với một con máy Android, quay phim thì có thể là không bằng iPhone thôi, nhưng mà chụp hình thì đấm iPhone như con luôn. Và cả hai con máy này để so sánh với nhau thì đúng là 1 9 1 10. Mỗi máy sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau, và cái sự lựa chọn hay là cái niềm yêu thích thì nó chỉ nằm ở cái gu của mỗi bạn thôi. Bạn nào thích iPhone, bạn nào thích Oppo, bạn nào thích Vivo thì các bạn có thể để lại ý kiến đóng góp xây dựng ở phía bên dưới để cho những người khác được biết và cho mình tham khảo nữa. Và đừng quên là hãy ủng hộ mình bằng những lượt thích, những lượt đăng ký kênh và những lượt chia sẻ video. Anh em có thể chia sẻ lại các hội nhóm khác thì càng tốt nhá. Nói thật với anh em là cá nhân mình thì cũng không đủ trình độ để nhận xét quá là sâu về mặt chuyên môn của những bức hình, nên là cũng rất là cần những ý kiến đóng góp đến từ người xem để mình có thể cải thiện trong những video sau, mình làm nó tốt hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Đó. Còn bây giờ thì xin cảm ơn các bạn đã dành một thời gian theo dõi video rất dài như này. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau nhé. Bye bye.